Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái vấn đề mà các bạn gặp phải ở trên những cái dòng điện thoại Samsung đời cao và cũng như là trên những cái dòng điện thoại iPhone đời cao gần đây nha. Đó là về ngày xưa thì khi chúng ta nhấn giữ vào cái phím nguồn như này thì nó sẽ cho chúng ta cái tác vụ, đó là chúng ta có thể tắt màn hình, khởi động lại máy hoặc là thực hiện cái cuộc gọi khẩn cấp. Tuy nhiên thì đối với những cái điện thoại Samsung đời cao gần đây thì mỗi lần mà chúng ta muốn tắt nguồn thì các bạn cần phải giữ đồng thời cả cái phím nguồn và cái phím tạo âm lượng như này thì nó có thể cho chúng ta truy cập vào. Và trên điện thoại của mình thì mình đã tắt cái tính năng ấy rồi. Và nếu như các bạn gặp cái tình trạng là mỗi lần chúng ta muốn tắt nguồn ở trên điện thoại Samsung đời cao, các bạn cần phải nhấn giữ đồng thời là cái phím nguồn và cái phím giảm âm lượng, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ đổi lại cái thao tác là mỗi lần chúng ta tắt nguồn thì chúng ta sẽ cần sử dụng nhấn và giữ vào cái phím nguồn như này thì nó sẽ hiển thị chúng ta cái phần tắt nguồn nha. Và để làm được điều này thì đối với những cái bạn mà đã sử dụng những cái thiết bị Samsung đời cao, chúng ta không tắt nguồn bằng cái bước nhấn giữ vào phím nguồn được, thì các bạn sẽ làm cho mình hai thao tác, đó là các bạn nhấn giữ vào đồng thời vào phím nguồn và cái phím giảm âm lượng này, đó các bạn nhấn giữ đồng thời, thì sau khi mà nó hiện lên cái phần để chúng ta tắt nguồn như này thì các bạn chọn là phần đó là cài đặt phím cạnh. Ở đây thì trong cái mục nhấn và giữ mặc định thì Samsung sẽ để ở cái phần đó là đánh thức Bixby, có nghĩa là thay vì là chúng ta để là nhấn và giữ thì sẽ hiển thị cái phần menu tắt nguồn, thì lần này thì Samsung đã chọn cái tính năng đó là đánh thức Bixby. Và bây giờ thì khi mà chúng ta nhấn giữ đồng thời vào cái phím nguồn thì nó sẽ đánh thức cái trợ lý ảo Bixby trên Samsung. Và như vậy thì các bạn chỉ cần đổi lại bằng cách là chúng ta chọn vào cái phần nó là menu tắt nguồn, thì như vậy thì khi mà chúng ta nhấn và giữ vào phím nguồn thì nó sẽ cho chúng ta hiển thị cái tùy chọn tắt nguồn giống như là trên những cái thiết bị Samsung từ trước đến nay nha.